Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 68. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 24 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem phần dưới tiểu đoạn thứ 3. Trong đại bản nói: nhược bất quảng tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn, dĩ tằng khâm phụng chư Như Lai, cố đắc nhân duyên văn thử nghĩa. Đại bản là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là nói rõ tường tận của Kinh A-di-đà, cho nên có đại bản và tiểu bản. Tiểu bản thì nói đơn giản sơ lược, tiện cho việc thọ trì để đọc tụng và tu hành. Nhưng những người tu pháp môn Tịnh Tông không thể không đọc đại bản. Tại vì sao? Vì bạn đọc đại bản có thể hóa giải được những nghi hoặc của bạn. Còn như thọ trì, chúng ta phải y theo ý nghĩa trong kinh để thực hành. Dĩ nhiên là càng đơn giản thì càng tốt. Cho nên tiểu bản là cương yếu của đại bản, tức là Kinh A Di Đà là cương yếu của Kinh Vô Lượng Thọ. Đặc biệt là ở phần trước, Đại sư Ngẫu Ích có nói cho chúng ta thử kinh độc hiển, mà trong tất cả các kinh đều không có nói đến. Ngài đặc biệt hiển thị ba sự việc: thứ nhất là vô thượng tâm miếu, thứ hai là chư Phật danh tự, tức là A Di Đà Phật, thứ ba là viên mãn cứu cánh vạn đức, tức là trí huệ của bạn viên mãn, đức năng của bạn viên mãn, tướng hảo của bạn viên mãn, pháp thân của bạn viên mãn, giải thoát của bạn viên mãn. Không có một thứ nào mà không viên mãn. Bộ kinh này đích thật là không thể nghĩ bàn. Nếu bạn muốn hiểu rõ tường tận hơn thì hãy xem Kinh Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm, thì sẽ càng hiểu rõ ba sự việc này rất tường tận, rất minh bạch, rất thấu suốt. Cho nên cổ đại đức có nói Kinh Hoa Nghiêm là đại bản của Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là trung bản của Kinh Hoa Nghiêm. Kinh A Di Đà là tiểu bản của Kinh Hoa Nghiêm. Nội dung của ba bộ kinh này nói đều là một sự việc, chỉ là một bộ thì nói đơn giản, một bộ thì nói tường tận. Cho nên nếu bạn muốn hiểu rõ tường tận thì bạn hãy đọc Kinh Hoa Nghiêm. Còn như bạn muốn thực hành tu tập trong cuộc sống hàng ngày thì phải y theo trong Kinh A Di Đà dạy. Toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm đã cô đọng xúc tích, tức là Kinh Phật Thuyết A Di Đà, thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên ở chỗ này chúng tôi xin trích dẫn mấy câu trong đại bản. Đó là một bài kệ. Bạn phải thật sự hiểu rõ thì bạn mới trân quý cuộc đời của chúng ta. Trong đời này thật là quá may mắn. Nhược bất vãng tích tu phước huệ. Giả như trong đời đời kiếp kiếp quá khứ mà không có tu phước tu huệ, tức là trong Kinh Di Đà nói không thể dùng ích thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Nhiều thiện căn là huệ, nhiều phước đức
Cho nên trong kinh Trong Vô Lượng Đời Đời Kiếp Kiếp, tu phước tu huệ thì thiện căn phước đức của bạn nhiều. Ư thử chánh pháp bất năng văn. Chánh pháp tức là tịnh tông, là pháp môn tịnh độ. Bạn không nghe được. Cho dù có nghe được thì thế nào? Có nghe được cũng không tin, vì bạn đã bỏ lỡ. Bạn không thể tiếp nhận. Bạn đối với pháp môn này đặt ra nhiều nghi vấn, tự nghĩ mình là người thông minh. Dĩ tằng khâm phụng chư Như Lai, cố đắc nhân duyên văn thử nghĩa. Hai câu này nghĩa là gì? Đây là nói nhân duyên trong đời quá khứ có duyên với Phật, đã từng tu học Phật pháp, y giáo phụng hành. Vì sao không thể thành công? Nguyên nhân không thể thành công tức là không chịu buông bỏ. Không chịu buông bỏ danh văn lợi dưỡng của thế gian, trong tâm vẫn còn có lòng tham ái. Tài sắc văn, tài sắc danh thực thùy, còn có chấp trước. Cho dù có thân cận chư Như Lai, trong chư Như Lai đã bao gồm cả Bồ Tát và thiện tri thức, cũng không thể thành tựu. Tuy không thể thành tựu nhưng cái duyên của chúng ta vẫn còn đó, trong đời này lại gặp được. Thì gặp được, nhưng thời tiết nhân duyên không đồng. Thế như chính bản thân tôi, cũng là một thí dụ rất hay. Năm 26 tuổi tôi nghe được Phật pháp là do giáo sư Phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi. Nếu như sớm hơn 10 năm thì tôi sẽ không tiếp nhận. Dù có gặp được giáo sư Phương Đông Mỹ cũng uổng công, tôi cũng không bao giờ tin ông ấy. Cho nên phải có cái thời tiết nhân duyên, đó cũng là do chư Phật hộ niệm, chư Phật Bồ Tát âm thầm phù hộ cho bạn. Đến khi nào cái duyên đã thành thục thì bạn có thể tiếp nhận, bạn có thể tin tưởng, thì bạn sẽ gặp được thiện tri thức. Thậm chí có rất nhiều người thiện căn phước đức của họ rất dày, suốt đời bị mê trong ngũ dục lục trần, đến lúc lâm chung thì họ mới phát hiện. Lúc sắp mạng chung họ mới tin tưởng. Như trước kia chúng tôi còn ở Washington DC bên Mỹ, có ông Chu Quảng Đại. Ông ta suốt đời không có tiếp nhận tôn giáo nào, ông ta cũng không có tin bất cứ tôn giáo nào, nhưng ông ta rất là trung hậu, là một người tốt. Ông ta ở bên Mỹ làm nghề buôn bán, ông ta cũng rất nhiệt tâm làm sự nghiệp từ thiện. Đối với sự nghiệp phúc lợi xã hội, ông ta chịu làm, cũng chịu giúp đỡ cho người khác, nhưng không có tín ngưỡng tôn giáo nào cả. Trước 3 ngày ông ta sắp mạng chung, bởi vì bác sĩ đã bó tay, không còn cách nào để chữa trị. Người nhà của ông ta không biết tính sao, cho nên rất gấp rút đi tìm cách chữa trị. Lúc ấy vợ ông có quen biết với những vị đồng học trong Tịnh Tông học hội chúng ta. Bà thường hay đi chợ mua rau cải, gặp được những vị đồng học, bà liền nghĩ đến những người học Phật này, hỏi xem họ học Phật có biện pháp nào để cứu chồng bà hay không. Vì vậy một số bạn đồng học trong Tịnh Tông học hội đi đến thăm ông để khuyên ông ta niệm Phật. Ông ta vừa nghe thì rất vui mừng. Lúc ấy có cùng cư sĩ, là cư sĩ Cung Chấn Hoa,
khuyên ông ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nói ông cha nói cho ông ta biết cái thế giới này quá khổ, có cái gì đáng cho ông lưu luyến hay không. Ông ta vừa nghe thì liền giác ngộ, còn bảo cả nhà ông, vợ ông và con cái không nên thương tiếc, không nên vì ông bận tâm, tất cả đều niệm Phật, trợ giúp ông niệm Phật. Niệm được 3 ngày thì Phật đến tiếp dẫn ông. Lúc ông ra đi, hiện ra tướng lành rất là hiếm có. Có người nhìn thấy Phật hiện trên nóc nhà của ông. Phật đến tiếp dẫn ông vãng sanh. Bạn xem, lúc sắp mạng chung, nhân duyên của ông lúc đó mới thành thục. Đích thật là tại trong cửa Phật không bỏ một người. Nhân duyên của mỗi một người đều khác nhau, cho nên chúng ta không thể coi thường những người không học Phật, cũng không thể coi thường những người không niệm Phật. Tại vì sao? Vì chúng ta là phàm phu, không biết nhân duyên của họ đến lúc nào thì thành thục, cũng không biết thiện căn trong đời quá khứ của họ. Nói không chừng trước 1-2 ngày khi họ sắp mạng chung thì cái duyên đó thành thục, họ được vãng sanh, có lẽ phẩm vị còn cao hơn chúng ta, chúng ta sánh không bằng họ. Cái chuyện này là sẽ có, không phải không có. Cho nên những người học Phật thời thời khắc khắc phải biết tôn trọng tất cả chúng sanh, không dám khinh mạng một chúng sanh nào, đó mới là chính xác. Phải học theo như chư Phật Như Lai không khác, dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để đối xử với tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả vạn vật đều có pháp tánh. Nếu bạn nhìn thấy Phật tánh của chúng sanh, nhìn thấy pháp tánh của vạn vật, vậy thì chúc mừng bạn, bạn không phải là phàm phu, bạn đã minh tâm kiến tánh, bạn là pháp thân Bồ Tát. Đó là trong kinh Giáo Đại Thừa dạy cho chúng ta những việc này. Phải tôn trọng tất cả chúng sanh, bởi vì tình và vô tình đồng viên chủng trí. Cho nên ngày nay chúng ta cũng vô cùng may mắn, chúng ta cũng có phần trong 4 câu kệ này. Trong đời quá khứ đích thật là có tu phước, tu huệ. Trong đời quá khứ đích thật là cùng với Phật có duyên. Chúng ta vừa tiếp xúc lại gặp được thiện tri thức, họ phân tích giải thích cho chúng ta biết thật là có đạo lý, thì chúng ta tin tưởng, chúng ta cũng hết lòng nỗ lực mà học tập, cảnh giới đích thật dần dần được nâng lên cao. Trong đời này chúng ta được pháp hỷ sung mãn, vui sướng không gì sánh bằng, không có lo lắng, không có phiền não, không có bận biểu. Từ trong nội tâm hóa giải tất cả đối lập, trước tiên phải làm cho tâm tánh được hòa thuận, thì thân thể mới khỏe mạnh. Lúc tôi đang giảng kinh cũng thường hay nói, thân thể con người vì sao không khỏe mạnh? Vì tế bào khí quan trong thân của bạn xảy ra xung đột. Người Trung Quốc thường nói gia hòa vạn sự hưng. Trong thân thể chúng ta là thu nhỏ, tất cả tế bào khí quan trong thân thể phải đối xử bình đẳng, hòa thuận sống chung với nhau thì cái thân thể này khỏe mạnh. Nếu tế bào khí quan trong thân thể chúng ta mà đối lập với nhau, hai bên không hợp tác lẫn nhau thì liền sanh bệnh, thì không được khỏe mạnh. Đó là chuyện như vậy. Ai bảo chúng đối lập? Quý vị nên biết là phiền não bảo chúng đối lập. Cho nên những lời dạy của cổ nhân vô cùng có đạo lý. Ưu năng xử nhân lão,
Nghĩa là nếu con người trong cuộc sống mà cứ buồn rầu lo lắng, rất là bận biểu thì rất dễ lão hóa. Con người mà có thể buông bỏ tất cả, không để việc gì ở trong tâm, thì sự lão hóa của bạn sẽ chậm lại. Cũng tức là nói bạn không dễ già yếu. Năm 26 tuổi tôi bắt đầu học Phật. Năm 30 tuổi tôi quen biết với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lúc đó Lý lão cư sĩ 69 tuổi. Khi tôi đến gặp Ngài, nhìn thấy cái dáng của Ngài nhiều nhất là 40 tuổi. Ngài không giống một người già gần 70 tuổi. Hay nói cách khác, nhìn người 70 tuổi giống như người 40 tuổi vậy. Không thấy cái tướng già yếu, tinh thần, thể lực của Ngài cùng với người 30-40 tuổi không khác. Ngài hiện thân thiết pháp khiến cho chúng tôi nhìn thấy không thể không phục, không hoa mắt. Ngài không hoa mắt, không điếc tai. Có lúc Ngài đang dạy cổ văn cho chúng tôi, khi gặp những chữ mới hay từ mới thì tra tìm trong quyển Từ Hải. Tra tìm cuốn Từ Hải, những chữ trong cuốn Từ Hải rất là nhỏ, còn nhỏ hơn chữ của trong báo chí. Ngài mới nói đem đến đây ta đọc, tôi đọc cho mọi người nghe. Ngài cũng không có đeo kiếng, Ngài đọc không có sai chữ nào. Thị lực rất là tốt. Mắt của người 70 cũng như người 30-40 tuổi không khác. Thật là rất đáng được cho chúng ta học tập. Cho nên chẳng những Ngài dùng ngôn giáo mà cũng dùng thân giáo. Lúc Ngài 90 mấy tuổi không cần người chăm sóc mà tự chăm sóc lấy mình. Lúc đó chúng tôi hầu như ai ai cũng đều nói Thầy nhất định sẽ sống đến 120-130 tuổi. Đó là nhìn cái thân thể của Ngài mà nói như vậy. Nhưng Ngài lại sớm đi vãng sanh. Nguyên nhân của Ngài ra đi, Ngài có nói cho tôi nghe, là do sự ăn uống trúng độc. Hai lần ăn uống bị trúng độc, đối với thân thể này rất là có hại. Ngài không có bệnh gì cả. Cho nên Ngài dặn dò tôi, việc ăn uống phải lưu ý cẩn thận, phải chú ý vệ sinh. Ngài còn nói với tôi nhiều lần như vậy, không nên đi tiệm để ăn uống. Ngài nói rất có lý. Những món ăn của trong tiệm tuy là rất ngon nhưng không có vệ sinh. Bạn vào trong nhà bếp thì xem thì biết ngay. Việc ăn uống của chúng ta phải đơn giản, phải biết được dinh dưỡng, không nên coi trọng, quá coi trọng màu sắc vị thơm. Việc ăn uống phải đơn giản thì tâm địa thanh tịnh, cũng ít vọng tưởng phân biệt chấp trước, sự tiêu hao năng lượng của bạn cũng sẽ ít đi. Cho nên xưa kia người tu hành một ngày ăn một bữa. Thầy Lý suốt đời chỉ ăn giữa trưa một bữa, mỗi ngày thầy ăn một bữa.
mà sức công việc của Thầy làm bằng với sức công việc của 5 người thường chúng ta. Mỗi ngày Thầy chỉ ăn một bữa, Thầy ăn rất ít, nhưng cũng đủ rồi. Là nguyên nhân gì? Vì vọng tưởng tạp niệm phân biệt chấp trước của Ngài rất ít, cho nên Ngài tiêu hao rất ít. Lúc đó tôi học theo Ngài, tôi cũng học một ngày ăn một bữa. Tôi đã học ăn một ngày ăn một bữa hết 5 năm. Lúc tôi ăn được 8 tháng, tôi mới cho Ngài biết. Tôi nói: thưa Thầy, con đã ăn một ngày một bữa. Ngài hỏi: bao lâu rồi? Tôi nói: đã 8 tháng rồi. Ngài lại hỏi: cảm thấy thế nào? Tôi nói: rất tốt, tinh thần và thể lực vẫn rất bình thường. Ngài vỗ bàn và nói: hãy cứ duy trì như vậy thì rất tốt. Cuộc sống của chúng ta không nên cầu người khác. Cuộc sống của chúng ta phải đơn giản. Sự thu nhập của chúng ta rất thấp, nhưng cuộc sống được rất tự tại. Nếu có dư giả thì nên giúp đỡ cho chúng sanh khổ nạn. Đó là Ngài dạy tôi làm như vậy. Về sau tôi đến Đài Bắc giảng kinh, gặp được bà Hàng Quán Trưởng. Bà Hàng Quán Trưởng nói: không thấy được, Thầy ăn một ngày một bữa thì không được. Chúng tôi không dám chăm sóc Thầy. Nếu thân thể của Thầy không khỏe, có bệnh gì, thì chúng tôi làm sao gánh chịu nổi. Cho nên bà nhất định bảo tôi phải ăn ba bữa. Thôi được, ăn ba bữa thì ăn ba bữa, nhưng ba bữa vẫn là phần ăn của một bữa. Cho nên mãi cho đến bây giờ, quý vị đều biết mỗi bữa ăn tôi ăn rất ít. Xưa kia tôi ở bên Mỹ, mỗi bữa ăn lương thực chính của tôi là cơm hoặc là mì. Quý vị cũng biết ở bên Mỹ, người phương Tây đều là dùng dĩa để đựng thức ăn. Tôi ăn một bữa không ăn nhiều cơm, khoảng 2 muỗng canh, chừng 1 chén 2 muỗng canh cơm, ăn rau cải nhiều hơn cơm, nhưng ăn không nhiều, không ăn sáng, không ăn buổi sáng và bữa tối, không ăn cũng rất bình thường, có thể không ăn. Có lúc mọi người bảo tôi phải ăn thì tôi ăn một tí, tuyệt đối không ăn vặt. Bạn phải giữ gìn thân thể cho khỏe mạnh, phải biết được cái đạo lý này, tuyệt đối không nên ăn vặt. Bên trong này, quan trọng nhất là tâm địa phải thanh tịnh, thì năng lượng tiêu hao của bạn sẽ ít. Nếu bạn có nhiều vọng tưởng, nhiều tạp niệm, một ngày ăn ba bữa vẫn không đủ, bổ sung năng lượng không đủ, thì bạn phải ăn nhiều thêm một tí mới có thể bổ sung năng lượng của bạn. Cho nên việc ăn uống không thể miễn cưỡng, không thể học theo người khác làm. Cũng như chiếc xe hiện nay vậy, thông thường các loại xe, có xe thì hao xăng, có xe thì ít hao xăng. Xe hao xăng, nếu bạn đổ không đủ xăng cho nó thì nó không chạy. Cho nên nhất định phải bổ sung năng lượng. Thế như bạn là xe hao xăng thì một ngày bạn phải ăn nhiều lần. Bạn nhìn thấy người ta ăn một bữa, bạn chỉ có thể hâm mộ nhưng không thể học theo, vì học không nổi. Nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Thân thể của con người giống như một bộ máy vậy, ăn uống nhất định tức là bổ sung năng lượng. Sự tiêu hao của năng lượng 90% là tiêu hao trong vọng tưởng tạp niệm, tiêu hao trong phiền não tạp khí. Trên thực tế không có tiêu hao nhiều trong sức lao động và tâm trí. Cho nên người tu hành phải hiểu cái đạo lý này. Tâm họ thanh tịnh, mỗi ngày họ bổ sung một chút ít thì đủ rồi. Bạn xem Phật Tại trong kinh nói cho chúng ta biết, bậc A-la-hán 7 ngày ăn một bữa, thì bạn mới biết năng lượng của họ tiêu hao rất là ít. Công việc của họ không bị trở ngại chút nào. Còn tâm của bậc Bích Chi Phật thì càng thanh tịnh, nửa tháng ăn một bữa.
Đó là chúng ta nhìn thấy trong kinh Phật nói như vậy. Nghĩa là thế nào? Chúng ta gọi là định lực. Định lực tức là trình độ của tâm thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh thì năng lượng tiêu hao càng ít. Cho nên trong đại bản nói bài kệ này, chúng ta rất may mắn. Hai câu phía trước là nói thiện căn phước đức, hai câu phía sau là nói nhân duyên. Thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta cả thể đều đầy đủ. Đời này có được vãng sanh hay không thì xem bạn có tinh tấn hay không. Thiện căn của Đại Thừa chỉ có tinh tấn. Chướng ngại lớn nhất của tinh tấn là phiền não tạp khí, cho nên bạn nhất định phải buông bỏ. Căn bản chướng ngại của phiền não tức là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Tôi nói 16 chữ này thường hay khuyên bảo các vị đồng học, nếu bạn thật sự buông bỏ 16 chữ này thì bạn đã phá được quan ải đầu tiên, thì bạn đi trên con đường Bồ Đề. Nếu không chịu buông bỏ 16 chữ này, bạn học Phật chỉ là đứng ngoài cửa, vẫn chưa vào được cửa. 16 chữ này là cánh cửa. Sau khi đã vào cửa thì là cảnh giới hoàn toàn khác hẳn. Sau đó bạn mới có thể bước vào trong nhà trong. Trong phòng nếu dùng tam bối cửu phẩm của tịnh độ tứ độ mà nói, bạn vào được cửa tức là phàm thánh đồng cư độ. Lại nâng lên vào trong nhà tức là phương tiện hữu dư độ, vào trong phòng tức là thật báo trang nghiêm độ. Chúng ta có thể vào được trong phòng hay không? Theo tôi nói chắc chắn là được. Chỉ cần tự mình dụng công, không ngừng buông bỏ tất cả. Cho nên tôi rất cảm kích Đại sư Trương Gia, luôn luôn không quên ân đức của Ngài dạy bảo. Ngày đầu tiên Đại sư dạy cho tôi 6 chữ, thật là tuyệt diệu. Tất cả Bồ Tát thành Phật, từ mới phát tâm, từ mới phát tâm cho đến Như Lai địa, tu cái gì chẳng có gì khác, tức là nhìn thấu buông bỏ, buông bỏ nhìn thấu. Hai cái phương pháp này phối hợp bổ sung lẫn nhau, buông bỏ giúp cho nhìn thấu, nhìn thấy, nhìn thấu lại giúp cho buông bỏ. Thực hiện cái hành động này tức là bố thí. Ba thứ bố thí: tài bố thí thì được tướng tốt. Theo trên quả mà nói, tài bố thí thì được tướng tốt, pháp bố thí thì được trí huệ, vô ý bố thí thì được sống lâu. Ba thứ quả báo này là do tự mình tu. Ba thứ bố thí này là không có cùng tận. Ba thứ quả báo cũng là vô lượng vô biên, cũng là không có cùng tận. Đến cảnh giới Như Lai mới thật sự là viên mãn. Cho nên đẳng giác Bồ Tát vẫn còn tu ba thứ bố thí này: tu tài bố thí, tu pháp bố thí, tu vô ý bố thí. Còn hành môn
chỉ tu bố thí thì đã viên mãn. Tuy hạnh Bồ Tát phải tu lục độ, lục ba la mật, thật tại mà nói, lục ba la mật tức là bố thí. Quý vị hãy nghĩ xem, trì giới ba la mật và nhẫn nhục ba la mật là vô ý bố thí. Tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật và bát nhã ba la mật là pháp bố thí. Trong bố thí thì có tài, mở thêm ngũ độ phía sau, tức là pháp bố thí và vô ý bố thí. Tổng hợp lại mà nói, tức là hai chữ bố thí. Nếu thật sự nắm được rõ ràng, thật sự nắm được minh bạch rồi, thì bạn rất tự nhiên chịu tu, thì bạn chịu thực hành. Bởi vì bình thường chúng ta không hiểu cái đạo lý này. Phiền não của phàm phu là keo kiết, hẹp hòi, không chịu bố thí, không chịu giúp đỡ người khác, tự tư tự lợi. Chẳng những không chịu giúp đỡ người khác mà còn muốn nghĩ cách đoạt lấy tài vật của người khác để lấy về cho mình, gọi là hại người lợi ta. Đó là tổn phước, không phải tu phước mà là tổn phước. Đã đem phước báo trong mạng của mình giảm bớt rất nhiều. Cho nên đó là mê hoặc không biết, không hiểu rõ chân tướng sự thật. Họ không hiểu được pháp bố thí, càng thí thì càng nhiều. Đến sau cùng thì phước báo có bao lớn là khắp pháp giới, hư không giới. Hoàn cảnh cuộc sống cư ngụ của chúng ta là hoa tạng thế giới, là cực lạc thế giới. Những người thường chiếu cố chúng ta là chư Phật Bồ Tát, là chư Thánh, Thanh Văn Duyên Giác. Khổ nạn chúng sanh là những ai? Là chính pháp giới chúng sanh. Chính pháp giới chúng sanh là phước điền của chúng ta. Chúng ta muốn trồng phước thì phải giúp đỡ cho họ. Chính pháp giới chúng sanh là đối tượng bố thí của chúng ta. Trên cúng dường cho chư Phật Bồ Tát, dưới bố thí cho tất cả chúng sanh, thì phước báo của bạn mới có thể được viên mãn, trí huệ của bạn được viên mãn, tướng hảo của bạn được viên mãn. Tại trong Phật Pháp Đại Thừa gọi là pháp thân bát nhã giải thoát. Tu hành như vậy mới được thành tựu. Lại xem tiểu đoạn thứ ba. Trong kinh Chim Sát nói, tạp loạn cấu tâm, tuy tụng ngã danh, nhi bất vi văn, dĩ bất năng sanh quyết định tính giải, đảng hoạch thế gian thiện báo, bất đắc quảng đại thâm diệu lợi ích, nhược đáo nhất hạnh tam muội, tất thành quảng đại vi diệu hạnh tâm. Danh đắc tương tự vô sanh pháp nhẫn, nãi vì văn thập phương Phật danh. Đoạn kinh văn này là trong kinh Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo nói được rất hay. Kinh Chim Sát là kinh của Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát có ba bộ kinh, hiện nay mọi người thường đọc tụng là kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Hãy còn có một bộ là kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luận. Bộ thứ ba là kinh Chim Sắc Thập Ác Nghiệp Báo, gọi chung là Địa Tạng Tam Kinh. Trong đoạn kinh văn này cũng là nói về trì danh niệm Phật, nhưng là niệm Địa Tạng Bồ Tát. Hiện nay những người tu pháp môn Địa Tạng cũng không ít. Tôi nhìn thấy rất nhiều. Đoạn kinh văn này rất là quan trọng. Tạp loạn cấu tâm, tức là tâm của bạn không chân thành.
Tâm của bạn có rất nhiều tạp vọng niệm và có rất nhiều việc lo lắng bận biểu. Đó tức là tạp loạn cấu tâm. Bạn không chịu buông bỏ tham sân si mạng, không chịu buông bỏ với danh văn lợi dưỡng, không chịu buông bỏ ngũ dục lục trần, không chịu buông bỏ tự sư tự tư tự lợi. Đó tức là tạp loạn cấu tâm. Trong tâm của bạn như vậy, dù có niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, nhi bất vi văn. Chữ văn này là văn huệ, không phải là trí huệ, không phải là chân tu. Dĩ, chữ dĩ này là gì? Là bởi vì bạn bất năng sanh quyết định tính giải. Tức có nghĩa là bạn không có tin, không có tính, không có nguyện. Lòng tin của bạn không phải là tin chân thật. Cho nên cổ nhân gọi là đạo tâm như giọt sương. Lòng tin của bạn không kiên cố, lòng tin của bạn không chân thật. Tuy có niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát, chỉ là được thiện báo của thế gian. Khẩu nghiệp, khẩu thiện, tức là miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, hét bể khổ cổ họng cũng uổng công. Hai câu này là do cổ Đại Đức nói. Nói hét bể khổ họng cũng uổng công nghĩa là gì? Là nói bạn không được vãng sanh. Đó là uổng công, nhưng chắc chắn là có phước báo của thế gian. Niệm danh hiệu của Phật, danh hiệu của Bồ Tát thì được phước báo của thế gian. Nhưng bạn không ra khỏi tam giới, không ra khỏi luân hồi, bạn không được vãng sanh. Cho nên bạn chỉ có thể được phước báo của thế gian. Trong đời này bạn muốn liễu sanh tử thoát luân hồi, ra khỏi tam giới thì tuyệt đối không thể được. Cho nên bất đắc quảng đại thâm diệu lợi ích. Cái vấn đề này là ở tại chỗ này. Quảng đại thâm diệu lợi ích tức là liễu sanh tử, ra khỏi luân hồi, thành Phật đạo. Đó là quảng đại thâm diệu lợi ích. Nếu còn tạp loạn cấu tâm thì không thể đạt được sự lợi ích này, chỉ có thể được phước báo của thế gian. Nhược đáo nhất hạnh tam muội, tắc thành quảng đại vi diệu hạnh tâm. Cái gì gọi là nhất hạnh tam muội? Kế tiếp là giải thích. Cổ Đại Đức, Trung Quốc dạy người, phải thâm nhập một môn. Pháp thế gian cũng không ngoại lệ. Như bạn đi học hành, vào thời xưa ở Trung Quốc, thầy giáo dạy học trò học hành chỉ dạy một môn học, không giống như trường học ngày nay. Trường học ngày nay dạy rất nhiều môn học. Môn học thứ nhất thầy A đến dạy, môn học thứ hai thì đổi vị khác, thầy B đến dạy. Bài học khác nhau. Cổ nhân ở Trung Quốc không phải dạy cách này. Thầy giáo thời xưa chỉ có một vị, tức là thầy giáo trường tư thục chỉ có một vị. Lúc dạy cho bạn chỉ học một môn học, học xong môn học này thì mới có thể học môn thứ hai. Tuyệt đối không thể đồng thời học tập hai môn. Tại vì sao? Vì sợ bạn học lẫn lộn, không có hiệu quả. Cách dạy học thời xưa giống như ý nghĩa của Phật Pháp chúng ta nói nhất hạnh tam muội. Cho nên bạn chỉ có thể học một bộ kinh. Năm xưa chúng tôi theo thầy Lý học kinh giáo. Phương pháp của Ngài dạy cho chúng tôi là phương pháp tương truyền của cổ xưa.
Tức là chỉ dạy một bộ kinh. Đã học xong một bộ kinh này rồi thì mới có thể học bộ kinh thứ hai. Cái gì gọi là đã học xong? Là phải lên đài giảng cho ngài nghe. Ngài ngồi ở dưới nghe bạn giải, nghe bạn giảng, nghe đến khi ngài gật đầu, bạn giảng không sai thì coi như bạn đã học xong bộ kinh này. Hay nói cách khác, nếu bạn chưa có lên giảng đài giảng một lần thì ngài không thừa nhận, không đồng ý. Tức là bạn chưa học xong bộ kinh này, bạn vẫn phải tiếp tục học, không cho bạn học bộ thứ hai. Cho nên tôi ở đài Trung học 10 năm. Trong 10 năm học 5 bộ kinh. Thông thường 5 bộ kinh này, thật tại mà nói, nửa năm thì học xong. Thông thường trong Phật học viện, một học kỳ thì là đã học xong. Nhưng thầy của chúng tôi yêu cầu bạn phải biết giảng. Bạn thật sự đã biết giảng thì bạn phải giảng cho ngài nghe. Coi như là khảo thí. Chúng tôi không có thi viết ra văn tự, cũng không có thi vấn đáp. Chỉ cần bạn giảng bộ kinh này một lần cho ngài nghe, ngài nghe xong mà gật đầu vừa ý thì bạn đã học xong bộ kinh này, gọi là tốt nghiệp. Bạn mới có thể chọn học bộ kinh thứ hai. Thì giống như nhất hạnh tam muội không khác. Tức là phải chuyên tâm thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, Thì bạn mới có thể thành tựu quảng đại vi diệu hạnh tâm. Quảng đại vi diệu hạnh tâm, bạn hãy xem 6 chữ này thì bạn cũng có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Tâm lượng của bạn đã mở rộng thì trí huệ hiện tiền. Vi diệu là trí huệ, quảng đại là tâm lượng. Trong Phật Pháp Đại Thừa, chư Phật Bồ Tát thường gọi là tâm bao thái hư, lượng chu xa giới. Lần này thân mẫu của hồ cư sĩ đã vãng sanh. Tôi có viết mấy chữ để tặng cho bà. Là tịnh tâm, biến pháp giới. Tịnh là thanh tịnh, tâm thanh tịnh khắp trong pháp giới. Tịnh tâm biến pháp giới, thiện ý mãn ta bà. Thiện niệm và thiện hạnh của chúng ta phải biến mãn ta bà thế giới. Phải thật sự làm. Cô ta nói với tôi, mẹ cô suốt đời thích giúp đỡ người khác, đó là việc tốt. Thiện ý phải khắp ta bà. Quan trọng nhất là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh phải khắp pháp giới. Tịnh tâm biến pháp giới là huệ, là trí huệ viên mãn. Thiện ý mãn ta bà là phước báo, phước huệ song tu. Tức là vi diệu hạnh tâm, danh đắc tương tự vô sanh pháp nhẫn. Tức là không phải thật sự đạt được,
mà là tương tự vô sanh pháp nhẫn. Nếu thật sự đạt đến vô sanh pháp nhẫn, tại trong Phật Pháp Đại Thừa phải từ thất địa Bồ Tát trở lên. Thất địa Bồ Tát là hạ phẩm vô sanh pháp nhẫn, bát địa Bồ Tát là trung phẩm vô sanh pháp nhẫn, cửu địa Bồ Tát là thượng phẩm vô sanh pháp nhẫn thì cao. Tương tự cũng là tương đối khả quan. Tâm đã định thì không phân biệt, không chấp trước tất cả pháp, đó là tương tự. Thật sự mà chứng được vô sanh pháp nhẫn thì đã đoạn gần hết những vọng tưởng đó. Cảnh giới tương tự thì vẫn còn có vọng tưởng. Người phàm phu chúng ta chẳng có cách nào thể hội được những vọng tưởng đó, vì nó rất là vi tế. Khi đạt đến thất địa Bồ Tát thì mới biết được. Chúng ta không có cách nào tưởng tượng được cái định lực đó. Hiện nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều các giáo sư trường đại học trong giới học thuật họ đối với đặc dị công năng, đối với những không gian duy thứ không đồng, chúng ta thường gọi là linh giới, những sự kiện này rất nhiều người có hứng thú để nghiên cứu. Nhưng chúng ta thì rất rõ ràng, rất minh bạch, cái cảnh giới đó của họ cũng không bằng sơ quả Tu Đà Hoàng. Nhưng họ có sự lợi ích, tức là tâm lượng của họ đã mở rộng, nhãn quang đã phóng đại, vượt hơn khoa học, vượt hơn triết học. Đây là một hiện tượng tốt, cũng kể là đã đột phá được khoa học và triết học. Hiệu quả của nó là vừa mới tiếp xúc đến giáp danh. Tại trong Phật Pháp mà nói là họ chưa đạt đến cảnh giới của sơ quả tiểu thừa Tu Đà Hoàng. Cảnh giới của sơ quả tiểu thừa Tu Đà Hoàng là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Phật tại trong Kinh Đại Thừa thường nói đã đoạn hết tam giới 88 phẩm kiến hoặc. Những người có đặc dị công năng, họ biểu hiện rất nhiều cảnh giới không thể nghĩ bàn, nhưng họ chưa đoạn 88 phẩm kiến hoặc. Chỉ là tâm địa của họ thanh tịnh hơn người phàm thông thường một tí. Đúng như Pháp Sư Ấn Quang thường nói, một phần thành kính thì được một phần lợi ích, hai phần thành kính thì được hai phần lợi ích. Người thông thường chúng ta có thể làm được điều này. Chúng ta có mấy phần chân thành thì sẽ có được mấy phần lợi ích công đức không thể nghĩ bàn. Thế nhưng những lợi ích công đức này đều là tương tự, không phải là chân thật. Cái gì gọi là tương tự? Nghĩa là tuy bạn đạt được cảnh giới này nhưng cũng dễ mất đi, nên gọi là tương tự. Nếu thật sự đạt được thì không bao giờ mất đi. Cho nên bậc Tu Đà Hoàng tuy là sơ quả tiểu thừa, họ rất là phi thường, vì họ đã đạt được vị bất thối. Vị bất thối tức là họ đã đạt được cảnh giới này thì không bao giờ mất đi. Những chúng sanh trong tam giới lục đạo tuy họ đạt được nhưng sẽ bị mất đi, họ chẳng có cách nào thoát ly luân hồi, họ không thể liễu sanh tử. Khi mạng sống đã hết,
thì bỏ thân này lại đi thọ sanh, chuyện đời trước đều đã quên hết, vì cái mê cách ấm họ đã quên hết, không còn nhớ được gì cả. Còn bậc Tu Đà Hoàng thì có năng lực nhớ được đời trước, cho nên bậc Tu Đà Hoàng còn 7 lần lên cõi trời và xuống nhân gian, họ chắc chắn không đọa tam ác đạo, cho nên gọi là vị bất thối. Mãi cho đến khi chứng quả A-la-hán, đã chứng được quả A-la-hán lại tiến lên trên là bậc Bồ-Tát. Bậc Bồ-Tát chứng được hạnh bất thối, tức là họ chắc chắn sẽ không thụt lùi xuống tiểu thừa, họ vĩnh viễn quảng độ chúng sanh, người hiện nay gọi là hy sinh phụng hiến. Họ có thể vì tất cả chúng sanh khổ nạn, dù có xả bỏ thân mạng của mình, họ cũng không tiếc. Đây là trong thế gian và xuất thế gian, không ai mà không tán thán bậc Bồ Tát xả kỷ vị nhân. Hàng tiểu thừa thì không được như vậy, bởi vì hàng tiểu thừa không có tâm lượng lớn như vậy. Hàng tiểu thừa tự mình nghiêng nặng về tự tu, bởi vì họ cảm thấy chúng sanh rất khó độ. Bạn có hảo ý giúp đỡ họ, nhưng họ dùng ác ý đối xử bạn, cho nên hàng tiểu thừa tu đến chỗ này thì thụt lùi. Hàng tiểu thừa dạy người, ta dùng thiện ý đối xử ngươi, ngươi cũng dùng thiện ý đối xử lại, thì họ rất rất thích dạy cho bạn. Nếu bạn không tiếp nhận lại dùng ác ý đối xử họ, thì họ liền thối chuyển về sau, họ sẽ không muốn gặp bạn nữa. Không như Bồ Tát Đại Thừa, lòng từ bi của Bồ Tát Đại Thừa rộng lớn, chúng sanh dùng ác ý đối xử họ, họ vẫn là dùng thiện ý đối xử chúng sanh, nghĩ rằng chúng sanh sau này sẽ có một ngày hồi đầu, sẽ giác ngộ, nên họ nhẫn nại chờ đợi, quyết định là không bỏ. Cho nên Bồ Tát Đại Thừa đáng được người tôn kính, thật là đáng quý. Bồ Tát lại tiến lên nữa thì vào cảnh giới của Phật, gọi là Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát thì vào cảnh giới của Phật, đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, họ thật sự đã thông đạt hiểu rõ. Ngay trong lúc này, đức thật có thể nói chỉ sanh trí huệ, không sanh phiền não. Tại trong nhân vật đại biểu đầu tiên của Trung Quốc chúng ta, chính là Đại sư Huệ Năng, lục tổ của Thiền Tông. Bạn xem, lúc Ngài đến gặp Ngũ Tổ, Ngài nói trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ, đó là đã vào được cảnh giới của Phật, là Pháp Thân Bồ Tát, ít nhất đã đạt đến sơ trụ của viên giáo. Không còn sanh phiền não, không còn sanh phiền não tức là nhất định không còn chấp trước, nhất định không còn phân biệt. Tất cả phân biệt chấp trước đối với thế gian và xuất thế gian, tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, thật sự đã đoạn hết phân biệt chấp trước thì mới vào được cảnh giới của Phật. Đại sư Huệ Năng đích thật là người tái lai, Ngài không phải là người phàm. Tại vì sao? Vì năm 24 tuổi thì Ngài đã vào được cái cảnh giới này. Chúng ta nhìn thấy tại trong lịch đại tổ sư, có những người ba bốn chục tuổi thì vào được cảnh giới này, có người thì 50-60 tuổi mới vào được cảnh giới này, cũng có người 70-80 tuổi thì mới vào được cảnh giới này, là vì căn tánh phước đức nhân duyên của mỗi người không đồng. Tại trong Thiền Tông cũng có một công án rất là nổi tiếng, chính là Ngài Triệu Châu 80 tuổi vẫn còn đi hành cước,
Ngài đã 80 tuổi mà còn đi tìm thầy học đạo. Tại vì sao? Vì Ngài chưa vào được cảnh giới này. Nếu bạn chưa vào được cảnh giới này thì phải hết lòng nỗ lực mà tu học, phải thật sự đi tham học thì mới vào được cảnh giới này. Tức là đã khế nhập cảnh giới của Phật. Nếu chưa vào được cảnh giới này thì phải đi tham học. Đây là chỗ tu học Phật Pháp không dễ gì đạt được. Cho nên Tổ sư Đại Đức và chư Phật Bồ Tát mới khuyên chúng ta chuyên tu tịnh độ. Thì dễ thành tựu. Đạo lý là ở tại chỗ này. Bây giờ thời gian đã đến.